Thiện xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Thiện đến thăm lại gia đình cô Nguyễn Thị Gần. Thì hôm trước Thiện cũng có quay một video rồi, thì cũng là kêu gọi vận động cô chú anh chị nhà hảo tâm để giúp đỡ cho gia đình cô Gần có số tiền để cất lại ngôi nhà mới để ở. Nhưng mà Thiện cũng vận động cũng được mới có mấy triệu thôi, cũng chưa có đủ làm nhà này. Thì hôm nay Thiện đến đây để quay thêm một video nữa để cũng kêu gọi cô chú anh chị nhỏ tâm giúp đỡ cho gia đình có tiền để cất lại ngôi nhà mới. Thôi con chào cô Gần. Thì hôm nay để đến đây thăm gia đình lần nữa ha con. Rồi để mà quay phim kêu gọi cô chú anh chị nhỏ tâm đó để giúp đỡ cho gia đình cô. Thì hôm nay ở nhà có ba mẹ con hả? Ba mẹ con ảnh đi chỗ lứ rồi. À. Rồi bữa nay cô có chạy xe ôm không? Sáng chạy được có 1 phút mà. Dạ. Rồi chú mấy giờ mới về? Ê, 4 giờ. 4 giờ chiều hả? 4 giờ chiều. Hôm qua kéo không có ở nhà không nghỉ. Rồi lửa cá bao lâu mới xong? Trời ơi, kéo một bữa có 7-8 kg cá sặc à. Cái này kéo cá không có. Vậy hả? Rồi hôm nay mưa gió dột nhiều không con? Thầy thấy dưới nền cao su không ạ? À? Ngập hết trơn rồi đó. Ngập hết luôn hả? Ngập hết trơn rồi, giờ biết chỗ cũng ngập trơn rồi, nước nó tràn rồi. Dạ. Rồi hôm nay hai đứa nhỏ có đi học không cô? Có, con bé này có đi học nè. Ừ. Nó chịu nên nó không có học. Nói chú Thiện coi, nghe coi nhà con mưa có dột không? Dạ, dột. Ừ. Rồi có ngập nước không con? Dạ có. Ngập tới đâu lận? Ngập tới miếng dán này không? Dạ ngập. Ừ. Hôm bữa con có quay phim thì kêu gọi cô chú anh chị nhà hảo tâm giúp đỡ cho cô đó. Thì con mới nhận được có 7 triệu rưỡi hà, là số tiền của cô Kim Dung có gửi cho Thiện 5 triệu rưỡi và bà Tâm Niệm gửi cho Thiện 2 triệu để cộng vào đây các cái nhà cho cô Gần. Nhưng mà 7 triệu rưỡi thì mình làm không có đủ đó cô chú anh chị. Thì hôm nay con muốn đến thăm là gia đình cô để mà nhờ cô bác có xem được thì giúp đỡ cho cô thêm một ít tiền nữa ha cô ha. Để mình làm cái nhà này. Nếu mà được khoảng 20-30 triệu rồi mình có đất đồ vô nền không cô? Đang mới làm được chứ nền này quá sâu rồi. Ở đây có đất nè, ở ngoài cuộn tại vì có đất chở vô. Có đất chở là mấy năm nay chở lấp hết rồi. Đất ta không cần chợ. Mình không có xin bờ kinh ta được hả? Không được đâu. Để... phải được là vô đâu có ngập dữ thằng ơi. Dạ. Cái nền này quan khối cát đó. Rồi vô bao rồi chắc dài dài đi cho nó đừng ướt cái giò để ngõ này lội lõm chõm nè. Vậy là cô nói nó ngập cái sàn này luôn hả? Ngập trơn. Là nước ở ngoài người ta xả vô chưa con? Xả rồi đó, sao kìa lõm chõm luôn kìa. Rồi ngập rồi đó ha. Ngập rồi đó. Dạ. Ở đây trên nóc nhà đó cô chú anh chị thì che cao su, còn ở dưới thì giờ ở ngoài ruộng người ta xả đập rồi giờ nước nó tràn lên rồi. Thì gia đình này cũng khó khăn đi làm mướn với chạy xe ôm. Nhưng mà bây giờ các nhà thì chưa có đủ tiền thì Thiện cũng rất mong cô chú anh chị nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình cô Gần có số tiền thêm nữa để mình làm đủ căn nhà này. Đi làm sao chút hả cô? Coi nó ngập tới đâu rồi. Ở đó đi con, ở đó đi con. Ồ đây nè, trong nhà nước lên rồi nè cô chú. Đó, giờ nước mà nó cao nó ngập tới cái đất tủ rồi luôn á. Đụt. Ở đây trong trong phòng cũng vậy luôn nè, nước ngập ở trong giường nè, nước ngập hết trơn luôn. Quá trời luôn rồi. Vì cái gì mà nằm ở trên cao thì còn khô chứ ở dưới đất là chắc mục chân hết rồi. Ngập hết trơn nè. Ờ đất mình đi đỡ nè. Dạ. Nó ra rồi cũng ngập hết trơn rồi. Cô nói giờ vô cát là mình đi trên bao cát đó hả con? À, mới mua khối hôm qua đó, 450 đó rồi vô bao rồi cô chị cũng lâu vô để cho mấy nó đi. Nè cô chú. Được nước nó ăn dồn. Cao hơn nữa không hay là vậy là hết rồi?
Nó vậy là hết ngập rồi. Vậy đó hả? Về nhà này phải nâng lên chút nữa đó. Quá chừng luôn rồi. Ở dưới đây. Ở trên này thì dột hả? Hôm qua là nó ngập ngoài này nhiều quá. Nắng cái nó giật vậy đó, mà mưa thì nó lên. Dạ. Cỡ hết tháng 9 nữa, tháng 10 nước mới xuống. Dạ. Bây giờ là đang lên đó ha? Đang lên. Dạ. Nó ta xả đập rồi, không phải mình mong vậy đâu, nó tràn vô. Dạ. Nó xả đập rồi vậy đó. Bên đây cả nước biển luôn. Ngoài này vòng vòng là nước nhiều. Con chỏm chỏm nó con nhỏ nhỏ nè. Đừng ngập lại cho mình, năm nào cũng như năm nấy thôi. Yeah. Cực lắm. Mỗi năm là tháng này là cực nhất ha. Ừ. Năm rồi thì nó không có ngập, mà sau năm nay nước quá nó ngập. Yeah. Nó gọi là nó chỉ ngập ở trong cái bít mình không à. Năm nay nó bỏ nó đâu. Dạ. Như vậy mấy cái chân tủ, mấy chân giường sao mọc hết không? Kê lên. Hôm qua anh kéo có được có 3 ký cái sạch. Yeah. Hai anh em kéo hai giờ về con coi có 3 ký rồi mà có 25 ký ốc. 3 ký thì được nhiêu tiền? Trời ơi có 60 ngàn bạc. Dưới hai mấy cái ốc của 3 chồng con qua được có mấy chục ngàn. Yeah. Rồi hôm nay con đến đây quay phim cô đó thì cô tâm sự với cô chú anh chị nhà hảo tâm đây cô chia sẻ hoàn cảnh của mình đó, đến với cô chú để mà thêm một lần nữa con kêu gọi giúp đỡ cho cô đó. Dạ, nói chung ra cũng như xin nhà hảo tâm nọ mà cho có số tiền cắt cái nhà với đủ nền cho mấy đứa nó đi tới đi lui cái nhà cho nó đừng có dột nát là tôi cũng mừng rồi. Giờ ổng mằng cũng mà xịt lụi nó không có, tôi cũng ham đổ cái nền dữ lắm. Ngạch có hai đứa nhỏ cái đi mằng được. Năm kéo bữa được 20-30 ký, năm nay kéo bữa 70 ký, 50 ký. Hôm nay không có cá không? Rồi con cũng hy vọng là qua video ngày hôm nay con quay phim đó thì cô chú anh chị nhỏ tâm xem được thì giúp đỡ thêm cho cô để mình đủ tiền cất nhà ha cô ha. Chứ nhà cửa ngập vậy thì biết sao ở. Rồi con nói gì đi con. Nói con, không, con nói con tên gì chú qua này. Hả? Con tên gì? Con tên gì? Con nói là con Như Quỳnh. Cái kia Quỳnh Như hả? Này Như Quỳnh hả? À, tại nó đớt đớt rồi nên nó thành Như Quỳnh nó không nói nó mất đỡ. Thì rất mong cô chú anh chị nhà hảo tâm giúp đỡ cho cô gần để có số tiền thêm nữa để đủ các căn nhà này. Thì để các cái căn nhà này thì cần số tiền cũng hơn 40 triệu nhưng mà hiện tại thì mới xin được có 7 triệu rưỡi thôi. Rất mong cô chú giúp đỡ thêm cho gia đình. Còn nếu mà không được thì gia đình này cũng chịu thôi chứ mình cũng không biết làm sao thì cũng là quay lần này lần thứ 2 rồi. Dạ, yeah, chúc gia đình cô may mắn nha cô ha. Dạ. Yeah.